mua đồ thiết yếu cho dân mà bối rối quá. Có gì khó đâu, các anh chỉ cần nhớ Cotex hay Diana hay Lori hay Whisper, giày cánh mỏng không cánh hay mỏng cánh giày không cánh, hàng ngày hay ban ngày hay là ban đêm, 29, 32, 35 hay 42, hoặc dạng quần loại thảo dược hay siêu thấm hay sensi hay sensi complex. Đấy, có thế thôi. Thanh Ngân gửi tới hội anh chị em họ Nguyễn, mọi người chỉ em cách từ chối như nào cho vừa lòng cả hai ạ. Làm người yêu anh được không? Nguyễn Tiến Phú, ủa gì vậy? Khi bắt đầu mối tình với cô bạn gái, cô ấy tặng tôi một chiếc áo phông rất đẹp, có in số 24. Một thời gian sau gặp trực chặt chúng tôi chia tay. Bỗng hôm qua ra đường thấy cô ấy đi cùng một cậu bạn trai mới mặc chiếc áo phông in số 25. Cái quái gì đấy hả Trang? Kiểu gì? Ở một diễn biến khác, anh xem em là gì? Hiện tại em là người anh yêu, sau này là cô dâu của anh, tiếp theo đó sẽ là vợ anh và là mẹ của các con anh. Thế anh là gì của em? Bạn. À đầu. Tình yêu siêu to giờ lại thành trò đùa của cả gia tộc. Thích ai thì cứ mạnh dạn tỏ tình đi, biết đâu lại được chụp màn hình mang ra trêu đùa. Khi mày nhận ra tình yêu mày dành cho người ấy bị biến thành trò đùa cho cả họ nhà mày. Ở diễn biến khác, chào anh. Chào em. Bên em chuyên cung cấp lô đề chuẩn xác 100%. Chuẩn sao bạn không đánh? Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này, tìm hiểu thêm. Cô ơi, cô còn nhận trông trẻ không ạ? Dạ còn anh ạ, bé nhà mình mấy tháng rồi nhỉ? 316 tháng. Hôm qua mình có nấu một tô canh cho anh ấy, nhưng anh ấy bảo không ra gì. Cho nên hôm nay mình quyết định nấu lại món đó cho anh ấy ăn. Ngon không anh? Ngon lắm. Sao hôm qua anh bảo không ngon? Anh lỡ mồm. Hôm nay vợ mệt lắm, chồng lo nấu cơm và tắm cho con nhé. Đừng phụ thuộc vào chồng, mệt thì cứ nằm nghỉ đi. Khi nào vợ hết mệt thì dậy làm sau. Nước chảy mèo trôi, nước sôi thì mì tôm cũng chín. Người dám đặt cả nắm đấm vào mắt mình chỉ có thể là vợ của mình thôi. Quá chuẩn luôn. Fun fact, đa số các nhà khảo cổ học đều là nữ nhờ khả năng đào bới chuyện quá khứ thiên bẩm của họ. Đàn bà là những niềm đau, lau bao là nó đấm cho vỡ mồm. Bảo sao đàn ông không sống thọ? Đàn ông chỉ được phép bật hai thứ trong nhà, một là bật công tắc và hai là bật khóc thôi. Tại sao lúc hôn tay con trai không để yên một chỗ được vậy ạ? Hôn thì phải nhắm mắt, mà nhắm mắt thì tối thui. Đàn ông thấy vậy chứ yếu đuối, sợ bóng tối, vừa quạng tay là phản xạ dò dẫm tìm đường thôi mà. Đường dốc quá thì khó đi, phẳng quá thì lại vô hứng thú. Quá chuẩn luôn. Mày liệt à mà để im tay. Tay đàn ông nó như cái máy dò địa chất ấy, dò đến chỗ nào có nước tự khắc dừng lại. Chả nhẽ hai tay đút túi quần rồi chu mỏ ra hôn. Tao để túi quần trước đây. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Túi quần ai mới quan trọng? Đúng là con trai của ta. Bí kíp thành công đó là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, Bill Gates. Khức khức. Này cô em, sao đêm khuya thế này còn ngồi đây khóc lóc, không biết chỗ này có ma sao? Việc của mày à?
nhanh chí tuột cái quần trùm cái đầu nó lại, thế là hết sợ. Hồi còn sống, tôi cũng hay lo chuyện bao đồng như này. Tụi thành phố sao mà biết được con cá chấm này? Cá chết mà kêu cá chấm ô nội. Mạnh dạn tôi đoán đây là cá bảy màu nhé. Bọn nông thôn cũng đều biết đây là con cá rô phi. What? Con sò lông nhé. Đây là loài cá rất hiếm, hầu như không xuất hiện ở các con sông suối trong mọi thành phố. Đây là loài cá xuất phát từ biển nước mặn, nhưng sinh sôi rất mạnh trong môi trường nước ngọt. Theo như khoa học phân tích thì đây là sản phẩm của chú cá voi và cô rô đồng. Rất hiếm, có bán không bạn? Cá chấm này mà nướng vàng lên xong vứt cho chó ăn thì chó lại tụt lưỡi. Tóm tắt chuyện yêu đương của Sa Long: chia tay người yêu cũ, có người yêu mới. Chia tay người yêu mới, quay lại với người yêu cũ, vẫn tranh thủ đi gặp người yêu mới. Anh ăn nam nhé, lời thoại đa nghĩa ghê. Chim bay hai tổ nên thi thoảng nhầm chuồng. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh hùng vĩ đại, đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021. Wow! Đời đời nhớ ơn người, người anh hùng vĩ đại của dân tộc, học trò xuất sắc của Bác Hồ và là anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Oh my God! Vị tướng dù có công lao lớn đến đâu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Các ngài gọi tôi là vị tướng thần thoại, nhưng tôi tự nghĩ tôi bình đẳng với những người lính của mình. Chúc mừng bạn Duyên Ami đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Bạn Duyên Ami cũng là người có câu trả lời đi kèm với giải thích đúng và sớm nhất. Ngoài ra top 10 bạn sau: Việt Thái Nguyễn, Quốc Phòng KS, Lê Hữu Khánh Xuân, Thành Thanh, NTT Vlog, Ken DJ, Ngọc La, Trâm Hoàng Ngô Thủy, Tập Cận Bình, Thợ Săn cũng có câu trả lời đúng nhé. Còn đây là câu hỏi phần này, điền đáp án thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.